Việt Audio Hà Nội xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc mọi người có một ngày thật nhiều may mắn, nhiều niềm vui, nhiều hứng khởi và có thật nhiều những tâm trạng vui vẻ để có thể thưởng thức được những bản nhạc vui tươi, yêu đời và tràn đầy sức sống. Vâng, nay em gửi đến quý vị một bộ combo phối ghép cực kỳ là hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh ở đây là gì? Đó là nó phù hợp với nhau bởi chất âm, bởi công suất, bởi các cái cung tần số phát ra. Và cái quan trọng hơn nữa, đó là nó mang một cái màu âm cực kỳ là thiện cảm, truyền cảm, dễ nghe. Và nó có thể chơi tốt được nhiều dòng nhạc. Ví dụ các cái dòng nhạc thường nghe phổ thông ở Việt Nam như là các cái dòng nhạc vàng, nhạc trữ tình, nhạc bolero cổ, các cái dòng nhạc trước những năm 1975 thu âm mộc, và cả những cái bản nhạc trẻ rock and roll, hay là cả những cái bản non stop. Rồi thì nói chung là về các cái dòng nhạc cơ bản cũng như là cả nhạc cụ là nó đều chơi tốt. Không phải là bất kỳ một cặp loa phổ thông nào nó cũng có thể đảm nhiệm tốt được các cái dòng nhạc như vậy. Mà đầu tiên thì là phải có cấu hình nó tốt. Cái thứ hai nữa là các cái giải tần nó phát ra nó phải có cái sự chính xác, mạnh mẽ, và nó mang được cái chiều sâu cũng như là cái âm hình nó phải tốt. Vâng, đây là nhan sắc của em Scott, mã hiệu S312. Đây là một cặp loa 3 đường tiếng của Mỹ, một loa woofer hay mình gọi là loa bass 30, một loa midrange, loa trung 12cm và một loa tweeter 8cm là cái màng giấy, còn viền của nó là khoảng 10 phân hay gọi là loa chép. Đây là hai cái công tắc để mình có thể là thay đổi âm lượng của hai con loa trung mật và loa chép. Cái công suất của nó thì là mỗi bên nó sẽ ăn từ, ví dụ là âm đi đèn là từ 7W, có nghĩa là ăn rất là thấp thôi, cho đến 150W một bên. Có nghĩa là những cái con âm ly ghép được với nó thì không cần phải công suất quá cao đâu, nó chỉ rơi vào tầm khoảng hơn 100W là đánh ngon rồi. Hoặc những cái con âm ly cổ xuất âm tụ thì cần khoảng 50W là có thể là kéo tốt được cặp loa này rồi, bởi vì nó cực kỳ là dễ đánh. Và cái quan trọng nhất là cái giải trầm của nó rất dễ là thoát ra được khỏi cái thùng loa đó. Mặc dù đây là một cặp loa thùng kín như quý vị nhé, nhưng cái giải trầm nó lại cực kỳ dễ tái tạo. Đó, trầm nó sâu, nó tròn, nó uy lực, nó sạch, nó không để lại đuôi. Chứ không phải là cái vấn đề là giải trầm mà nó có đuôi, nó có ù gì, ù rền ra thì nó rất là khó chịu và nghe lâu nó rất là mệt. Và đây là chiếc âm ly của hãng Sony, mã hiệu là TA3650. Đây là một trong những con âm ly nổi tiếng là có chất âm dày, dễ trị loa và nó có cái sự ngọt ngào trong cái sở trường các cái dòng nhạc cổ. Và nguồn phát thì em dùng một chiếc CD của Sony. Và bây giờ mời quý vị lắng nghe ca khúc đầu tiên, đó là bài hát Chuyện Hẹn Hò. Đây, hiện tại em đang giới hạn là em cho nó 20 dB đó. Hẹn chiều nay mà sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh thêm. Trời mù sương hay mù khói thuốc anh không lại, em nhủ lòng sao đây. Em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em, áo ai xanh hò hững đi vào đêm. Đợi một giây nghe bằng thế kỷ xưa, em mới yêu lần đầu mà anh đã yêu lần sau. Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng để thêm hồng đôi má thắm dài nhân, chắc tại mưa nơi vùng xa.
xa tít đó, sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh. Hay tại ngày hôm qua em giận khóc, anh vụng về quyền lòng mắt thu mưa. Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để anh buồn như anh chàng làm thơ. Anh có thấy trời buồn, trời chuyển mưa đó không? Biết yêu em là biết nghe chờ mong. Chuyện tình yêu muôn đời kiếm tới nay, chàng cứ quên hẹn hoài và nàng cứ quên chờ. Vâng, và vừa xong thì em để nó ở chế độ direct. Và bây giờ thì em mới bật loudness lên cho quý vị nghe nhé. Con này bật loudness lên thì dã man lắm. Buồn trời chuyển mưa đó không? Đánh như súng. Biết yêu em là biết nghe chờ mong. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp tới nay, nàng cứ quên hẹn hoài, chàng cứ quên chờ ai. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp tới nay, nàng cứ quên hẹn hoài, chàng cứ quên chờ ai. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp tới nay, nàng cứ quên hẹn hoài, chàng cứ quên chờ ai. Và các khúc tiếp theo mời quý vị lắng nghe một bản nhạc ra của phương Tây nhé. Won't you come along with me to the Mississippi? We'll take a boat to the land of dreams. Come along with me down to New Orleans. When there's to read us, old friends to meet us. Well, up the proud and the leaf falls beat. Heaven on earth, they call it Basin Street. Basin Street is the street. Well, all the boys and good folks meet down.
quý vị đã theo dõi video và qua một số các cái cảm nhận của hai bài hát vừa rồi thì chắc quý vị cũng có thể tưởng tượng ra được cái chất âm và cái màu âm của nó như thế nào rồi, đúng không ạ? Và có một cái mức giá nó rất là hợp lý, nó rẻ hơn rất nhiều so với những cái cặp loa Mỹ mà có cùng cấu hình ba đường tiến như thế này. Cho nên là quý vị nào muốn mua một sản phẩm ngon, bổ, rẻ, đúng nghĩa thì vui lòng alo cho em theo số điện thoại 0954511460. Việt Audio Hà Nội ship cho quý khách đến mọi miền quê, đến tận giường luôn nhá quý vị nhá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại những video tiếp theo ạ.